화려한 저 별은 왜 어둘수록 더 빛이 밝게 남지 물들여봐 까맣게 Chỉ số sinh tồn vẫn ổn chứ? Đều rất thấp. Phải lập tức làm phẫu thuật. Dâu. Bác sĩ à, huyết áp xuống thấp lắm. Tình trạng của bệnh nhân không ổn. Sợ đi, PPT. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiến sĩ Hà bị thương rất là nặng, chính là chấn thương chinh gây ra. Rồi nào sao rồi? Cũng may là không có gì đáng ngại hết. Tôi phải vô xem mẹ tôi thế nào rồi. Đã phẫu thuật xong, đưa vào phòng hồi sức luôn rồi. Bà đang ở đâu vậy? Bà có biết là con lo cho bà như thế nào không? Xem siêu trên đưa bà vào bệnh viện tâm thần. Nếu không muốn trở thành con trai của kẻ giết người thì con nhất định phải giúp ba. Bây giờ ba muốn con làm gì? Giúp ba quay về Hàn Quốc. Mẹ xin lỗi vì để con phải làm chuyện này, Sơ Hu nào.